thì xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu rồi đúng không nào? Để cho một ngày mới tràn đầy năng lượng thì hôm nay cô thể mang đến cho các con một bài vận động cơ bản mới, đó chính là bật qua vạch kẻ đấy. Để thực hiện được bài vận động này thì rất mong các bậc phụ huynh cùng phối kết hợp với cô hướng dẫn cho các con thực hiện ở nhà nhé. Trước tiên thì cô và các con cùng nhau đi vào phần khởi động trước nhé. Vào phần khởi động ngày hôm nay thì cô Thủy muốn biết có bạn nào bị ốm hay bị đau tay đau chân gì không nhỉ? Những bạn ốm thì chúng mình tạm nghỉ, còn những bạn khỏe mạnh thì các con cùng khởi động cùng với cô nào. Chúng mình đã sẵn sàng chứ nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi, cô cùng các con và các bậc phụ huynh đã vào bài tập phát triển chung rồi đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình vào bài tập vận động cơ bản nhé. Để thực hiện được bài vận động cơ bản này thì rất mong các bậc phụ huynh chở nhà chuẩn bị cho các con những vận dụng như sau. Đó chính là một vạch kẻ như thế này. Nếu chủ nhà chúng mình không có thì chúng mình có thể lấy phấn để vẽ cho chúng các con một vạch kẻ nhé. Để thực hiện được thì bây giờ chúng mình hãy chú ý quan sát xem cô thực hiện nhé. Cô đã thực hiện xong rồi đấy. Và bây giờ chúng mình hãy chú ý và lắng nghe thêm một lần nữa để cô vừa phân tích và thực hiện nhé. Trước tiên, cô đứng ở sát vạch. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị thì hai tay chống hông, chân nhún và cô lấy ngực của lòng bàn chân và khỉ. Cô bắt đầu bật ca. Bật làm sao để không giẫm vào vạch và cô đứng về vị trí cũ. Vừa rồi cô đã thực hiện xong rồi đấy. Và rất mong các bậc phụ huynh cho các con thực hiện 2 đến 3 lần ở nhà nhé. Vừa rồi cô thấy các con học rất là giỏi rồi đúng không nào? Và cô sẽ mang đến cho chúng mình một trò chơi. Chúng mình có thích chơi trò chơi cùng với cô không nào? Để chơi được trò chơi này thì chúng mình hãy lắng nghe cô phân tích trò chơi này một lần nữa nhé. Trò chơi của cô có tên là lăn bóng. Để thực hiện được trò chơi này thì rất mong các bậc phụ huynh chuẩn bị cho các con quả bóng để cho các con chơi nhé. Trò chơi của cô như sau. Cô để quả bóng đằng sau vạch và khi có hiệu lệnh chơi thì cô bắt đầu cúi và hai tay cô chạm bóng. Bắt đầu cô lăn bóng. Lăn các đầu ngón tay và lăn đến cuối, đến vạch bên kia. Cô đã thực hiện xong rồi đấy. Và bây giờ rất mong các bậc phụ huynh ở nhà cho các con chơi trò chơi này nhé. Chúng mình đã tập các bài tập vận động cơ bản cùng với cô rồi đúng không nào? Bây giờ cô và các con cùng thả lỏng điều hòa nhé. Chúng mình hãy lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào giờ học lần sau nhé.